Vâng, chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Blog Mất Tiêu. Blog Mất Tiêu lại đang ở vòng mộ của cô Nam Du Linh nhé. Dạ. Em mình ở đâu hả anh? Anh cũng giúp cho thằng anh. Anh ở đâu đến đây hả? Anh á, ở đâu đến đây? Ở Cà Mau. Ở Cà Mau. Anh hình như có đến đây 3-4 lần rồi phải không ạ? Một lần. Dạ. Em nhớ nhưng mà không biết trong khoảng thời gian nào. Anh tới lâu rồi. 3 tháng trước. Dạ, 3 tháng trước. Đó là máy che của cậu đó. Máy che còn. Dạ. Máy che còn. Cái này hai vợ chồng 15 mét nè. Đó. Đi qua bên đó đi. Dạ dạ. Bữa nay cũng có rất là nhiều khách luôn hết chị Nhi. À, phu nhận. Cô chị chị ghé đây luôn. Cũng qua chung đây luôn này. Cái này chưa không? Dạ. Cái là quý nha. À, cậu ngoại, cậu ngoại từ xa cũng đến đây để hấp nhang cho cậu Nam Vũ Linh các bạn. Dạ. Cậu ngoại cũng mới vừa đến các bạn. Dạ. Dạ. Cũng không quên. Không quên chị Hồng Loan. Dạ. Ngoài cũng là chị coi nè Nhi này phải không? Chị động viên em, chị nói thấy bé mèo thấy thương quá trời. Đưa đám cho người nhà. Đưa đám người nhà cùng ghé tay đĩ hấp nhang cho cậu Nam Du Linh nhé. Dạ. À, đến phòng mộ của cô Nam Vũ Linh thì quý vị khán giả đều nói một câu rất là tiếc cho cô Nam, rất là tiếc cho cuộc đời cô Nam nhé. Rất là dễ thương luôn quý vị và các bạn. Gò Giáp thì cũng gần nhà cậu Nam. Dạ. Hai anh em rất là hành tâm nhé. Là xin cho
bữa trưa mà anh mặc áo khoác anh không sợ lạnh ha. Cậu dậy lên nữa hả? Chi chứ không? Đổ mồ hôi. Còn chi anh? Anh hơi đổ mồ hôi chi anh? Rút vô áo. Rút vô áo. Cho nó mau dơ cho mình giặt cho nó mệt ha anh. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Anh dễ thương mất cái khỉa đó. Dạ em chào chị Tiên. Cảm ơn chị rất nhiều. Vì đã nói một câu rất là có ý nghĩa. Phương, đây là bên hông phần mộ của con Nam Vũ Linh nha. Bữa nay có rất là nhiều khán giả đến đây để thăm cố nghệ sĩ Vũ Linh nha. Cậu Năm cũng rất là mừng khi quý vị khán giả còn nhớ đến cậu Năm nhé. Anh trai này cũng mới vừa đến các bạn. Dạ. Nắng quá. Trời nắng nóng mà quý vị khán giả cũng đến đây để thăm cậu Năm rất là quý hả chị? Dạ. Chị có lời nhận xét nào dành cho quý vị khán giả khi trời nắng nóng như vậy mà đến đây không ạ? Dạ. Thì tụi em là YouTube của con Năm ở đây cũng xin cảm ơn quý cô chú xa gần đã không quản ngại trời nắng thôi để đến thắp nhang cho con Năm Vũ Linh. Và xin chúc quý cô chú trên kênh của Black Quốc Tiêu cũng như tất cả các cô chú xa gần trong và ngoài nước có một buổi trưa, buổi chiều và chủ nhật thật là hạnh phúc bên gia đình thân yêu của mình. Dạ em cảm ơn chị Nhi rất nhiều nha. Phân và video clip của mình cũng đã dài, mong cô chú anh chị và các bạn hãy đăng ký và cho kênh một like để kênh có động lực làm video tiếp theo cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Hân ái chào tạm biệt.